Xin chào tất cả mọi người, đây là chương trình livestream buổi trưa ngày 19 tháng 2 năm 2024. Hôm nay thì ban tổ chức Quả Bóng Vàng Việt Nam sẽ tiến hành công bố kết quả và trao giải thưởng cho các cá nhân. Chắc chắn là các bạn sẽ rất là quan tâm đến cầu thủ giành danh hiệu Quả Bóng Vàng Nam, nữ, cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, cầu thủ Quả Bóng Vàng Futsal, cầu thủ nước ngoài có thành tích tốt nhất. Thì lát nữa mình sẽ chia sẻ một chút xíu thôi. Mình xin phép là không nói nhiều về các giải thưởng và cũng xin được chia sẻ một chút xíu về cái giải thưởng này thôi. Còn lại thì tối ngày hôm nay sau khi mà có kết quả rồi thì Vlog Minh Hải sẽ chia sẻ cùng với các bạn sau. Còn bây giờ thì Minh Hải xin được thông báo với các bạn một cái thông tin. Đó là vụ Henrio và Rafael Sơn nhập quốc tịch Việt Nam đang có những diễn tiến thuận lợi. Và theo như mình hôm nay mình có nói chuyện với người trực tiếp là xin nhập quốc tịch cho Rafael Sơn và Henrio thì hóa ra là cái thông tin từ đội Nam Định nó lại không hoàn toàn chính xác. Bởi vì là không nhất thiết là cứ phải là 3 năm liên tiếp, 3 năm liền ở Việt Nam không xuất cảnh thì mới được nhập tịch. Mà cuối cùng là chỉ cần đủ 5 năm là được. Bởi vì là không có cầu thủ nào kể cả trước đây là Melo hay là Achille Fu, rất là nhiều những cầu thủ nhập quốc tịch Việt Nam. Họ cũng không có năm nào là không xuất cảnh cả. Bởi vì đấy cũng là một cái thông tin rất là hay. Tuy nhiên thì có thêm một cái diễn biến nữa là Rafael Sơn sẽ là người được nhập quốc tịch trước và Henrio sẽ là người nhập quốc tịch sau. Và nếu cả hai cầu thủ này đều được nhập quốc tịch thì Nam Định chỉ được quyền sử dụng có một người. Như vậy là một trong hai cầu thủ sẽ phải rời câu lạc bộ Nam Định khi cả hai đều trở thành công dân Việt Nam. Ở phần sau của chương trình mình sẽ còn chia sẻ với các bạn nhiều hơn nữa câu chuyện về huấn luyện viên Kiarisak, huấn luyện viên duy nhất trong 4 huấn luyện viên mới được thay thế có được nụ cười chiến thắng. Và chúng ta cùng xem anh Kiarisak điều binh khiển tướng như nào. Chàng trai có bộ mặt cười, Kiarisak ngày hôm qua từ đầu đến cuối đều cười. Sẽ có một cái hình ảnh mà mình không thể phát để phục vụ các bạn được. Đó là hình ảnh anh Kiarisak hát quốc ca. Bởi vì cái âm thanh đó thì đã bị đánh bản quyền, cho nên là mình không thể phát để gửi đến mọi người được. Và ở phần sau của chương trình thì chúng ta cũng sẽ nói về chiến thắng của hai đội bóng xứ Nghệ là Sông Lam Nghệ An và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Chúng ta cũng sẽ nói về Hoàng Anh Gia Lai với một cái thất bại trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Liệu có vấn đề gì với Hoàng Anh Gia Lai hay không? Mọi người đang đặt ra một câu hỏi cho mình là Minh Hải ơi, liệu Hoàng Anh Gia Lai có tụt hạng hay không? Thì mình sẽ xin được chia sẻ với các bạn. Chắc chắn rồi, chúng ta sẽ có rất nhiều những cái lời tâm huyết dành cho bóng đá Việt Nam. Và các bạn cũng có thể đặt ra những câu hỏi để chúng ta xây dựng một cái chương trình ngày càng hay hơn. Bạn Nguyễn Văn Thị có hỏi là sao không nghe được ta? Bác nên xem lại xem là cái thiết bị thu âm của bác như nào nhá. Bởi vì em biết là tất cả mọi người đều đang nghe rất là tốt. Các bạn có công nhận là âm thanh đang rất ổn không ạ? Nếu các bạn thấy âm thanh đang rất ổn thì các bạn nhớ cho mình một tim. Và mình cũng xin phép được chia sẻ với các bạn một chút. Và cũng là một điều mà Minh Hải đang cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc. Bởi vì là ngày hôm qua thì Minh Hải đã nhận được một số rất là đẹp. Đây, các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình 7 con số 1. Đây là lượng đăng ký của Vlog Minh Hải vào chiều tối ngày hôm qua. 1.111.111. Nếu không có sự hỗ trợ của các bạn, nếu không có tình yêu và sự ủng hộ của các bạn thì Minh Hải sẽ không có được điều này. Minh Hải cũng xin được cảm ơn các ông bầu, các huấn luyện viên, các cầu thủ, gia đình cầu thủ, rồi các cổ động viên và đặc biệt là những khán giả yêu mến chương trình Vlog Minh Hải. Chính các bạn đã tạo ra cho Minh Hải một cái niềm vinh dự để có một cái số đẹp như thế này. 10 năm trước khi mà mình bắt đầu xây kênh Vlog Minh Hải thì bắt đầu có cái đăng ký đầu tiên. Thì sau 10 năm mình đã có 6 số 1 đứng ở đằng sau. Và mình không biết là trong suốt cuộc đời này mình có liệu có đưa thêm một số 1 nữa vào đây được hay không. Tức là 11.111.111. Mình nghĩ là khó. Cái này thì sẽ rất là khó. Nhưng mình sẽ cố gắng. Xin cảm ơn mọi người và mình cũng chia sẻ rất là rõ ràng. Mình là người luôn luôn mong muốn các chương trình của chúng ta được lan tỏa. Nhưng mà mình cũng quyết tâm là nếu như phải lựa chọn thì mình sẽ lựa chọn để xây dựng một cái không gian thật là văn minh. Một không gian mà người ta yêu bóng đá và góp ý cho bóng đá một cách xây dựng nhất. Chứ còn nếu mà đông nhưng mà
nó tạp pí lù rồi nó không văn minh thì mình cũng không thích. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Đó là thông tin mới nhất mà Vĩ Long Minh Hải có được từ chính người gọi là đi nhập quốc tịch cho Henrio và Rafael Sơn. Thì có một diễn biến rất hay. Đó là Henrio thì chưa có đủ điều kiện, nhưng mà Rafael Sơn thì đủ rồi. Rafael Sơn đã đủ 5 năm ở Việt Nam, và như vậy là bạn đấy có thể nhập quốc tịch Việt Nam. Henrio thì phải đến sang năm 2025. Và theo quy định thì nếu như cả Henrio và Rafael Sơn đều được nhập quốc tịch Việt Nam thì chỉ một trong hai cầu thủ này được thi đấu với tư cách là nội binh. Còn nếu như cả hai đều thi đấu với tư cách nội binh thì bắt buộc một trong hai người phải chọn một câu lạc bộ khác. Một câu lạc bộ mà chưa có ngoại binh nhập tịch nào thi đấu với tư cách nội binh. Liên đoàn bóng đá Việt Nam chắc chắn là cũng sẽ phải tính toán, bởi vì là như mình cũng đã chia sẻ với các bạn là có rất là nhiều những cái quy định, ví dụ như là ngành thể thao chẳng hạn, thì họ đã đưa ra một cái quyết định là không sử dụng vận động viên nhập tịch cho bất cứ môn thể thao gì. Nhưng mà bây giờ cái thế cuộc này của bóng đá Việt Nam thì chắc chắn là nó sẽ rất là khác. Và khi mà nó khác rồi thì chúng ta bắt buộc phải thay đổi. Mình hy vọng rằng Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ có được một cái kế hoạch, có được một cái chiến lược để thuyết phục ngành thể thao cũng như là hỗ trợ cho các cầu thủ của chúng ta nhập quốc tịch Việt Nam trong thời gian sớm nhất để chúng ta có sử dụng. Đó, thì đấy là cái thông tin đầu tiên liên quan đến Rafael Sơn và Henrio. Các bạn có câu hỏi gì thì các bạn cứ đặt ra. Ngày hôm nay là ngày 19 tháng 2 thì sẽ diễn ra cái chúng ta gọi là gala trao giải quả bóng vàng Việt Nam. Và trong buổi gala này thì chắc chắn là những cá nhân sẽ được vinh danh. Theo thông tin mà mình có được thì khả năng rất là cao là Rafael Sơn sẽ giành danh hiệu cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất, vì là bạn ấy đang là đương kim vua phá lưới. Mình cũng bầu cho Rafael Sơn. Danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam sẽ được trao cho một trong hai cầu thủ, đó là Hoàng Đức và đó là Tuấn Hải. Và như mình đã từng nói với các bạn là Hoàng Đức có một lợi thế cực kỳ lớn, là bởi vì phiếu được phát ra từ rất sớm, trước khi mà Tuấn Hải thực sự tỏa sáng trong màu áo của Hà Nội FC, cả ở đội tuyển quốc gia lẫn ở AFC Champions League trong màu áo của Hà Nội FC. Và mình biết được là rất nhiều người đã gửi phiếu bầu đi trước khi mà Tuấn Hải tỏa sáng. Đây là một cái bất lợi rất là lớn của Tuấn Hải. Nhưng mà mình thì cá nhân mình đánh giá là Tuấn Hải đã được ghi nhận bởi giới chuyên môn, bởi các cổ động viên. Nhưng mà cái cơ hội dành cho Hoàng Đức giành quả bóng vàng Việt Nam năm nay là rất là cao. Đó. Bên cạnh đó thì quả bóng vàng nữ năm nay khả năng rất là cao là sẽ được trao cho Kim Thanh. Các bạn biết là Kim Thanh đã chơi một cái kỳ World Cup, mình nghĩ là chắc là tất cả mọi người đều phải cảm thấy tự hào. Và bạn đấy cũng đã lọt vào vòng, tức là có những cái vòng đấu mà Kim Thanh đã nằm trong đội hình tiêu biểu của cái vòng đấu đó, và cũng đã nhận được rất là nhiều những cái giải thưởng. Cá nhân mình cho rằng là Hoàng Đức và Kim Thanh là hai người sẽ giành quả bóng vàng nam và nữ. Rafael Sơn sẽ giành danh hiệu cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất. Bên cạnh đó còn có thêm nhiều giải thưởng nữa. Thì tối ngày hôm nay các bạn, nếu mà các bạn quan tâm đến giải thưởng này thì các bạn chú ý theo dõi. Chắc chắn là cũng sẽ có nhiều những cái thông tin, có nhiều những cái câu chuyện hay để gửi đến các bạn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mình cũng không biết là phải chia sẻ với mọi người như thế nào nữa, nhưng mà năm nay cái danh hiệu của bóng vàng mình thấy nó hơi ỉu một chút. Cũng nhiều người nói là năm nay không có cầu thủ nào hoàn toàn xứng đáng. Nhưng mà mình thì mình nghĩ là sau bó đũa chọn cột cờ, năm nay thì mình thấy là Tuấn Hải chơi tốt. Nếu mà nói 10 tháng đầu thì không ai hơn được Hoàng Đức. Nhưng mà nếu mà chúng ta tính 2 tháng cuối năm thì thực sự là Tuấn Hải đã có một cuộc bứt phá rất là ngoạn mục. Và mình nghĩ là có thể là Hoàng Đức sẽ giành quả bóng vàng, Kim Thanh sẽ giành quả bóng vàng. Đối với Kim Thanh thì mình nghĩ là cực kỳ thuyết phục rồi. Bạn Cường Bùi Vlog có nói là Minh Hải ơi, phải có cơ chế đặc biệt chứ, đời cầu thủ ngắn lắm. Nhập tịch xong mà cầu thủ qua thời kỳ đỉnh cao thì làm gì nữa. Chắc chắn rồi, cái này thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam họ phải cân nhắc thôi. Bởi vì là chúng ta cũng không làm được gì đâu.
cái điều mà chúng ta muốn tác động thì đôi khi là liên đoàn họ gặp những cái khó khăn, và những điều mà chúng ta mong mỏi là sẽ có được một cái cơ chế nó thông thoáng để nhập quốc tịch, thì các bạn biết rồi là đôi khi tất cả mọi thứ chúng ta đều phải tuân thủ về pháp luật hết. Nên là các bạn đừng nói là ở quốc gia này, quốc gia kia họ nhập quốc tịch rất là nhanh, rất là dễ. Thực sự là khó. Nhưng mà một trong những quốc gia nhập quốc tịch khó nhất trên thế giới, mình nghĩ là có lẽ là Qatar hoặc là Ả Rập Xê Út. Những cái đất nước mà họ thực sự là giàu có và cái phúc lợi xã hội của họ rất là cao. Nhưng mà các bạn thấy đấy, khi mà bóng đá Qatar cần họ nhập quốc tịch rất là nhanh. Quy định nó là do con người tạo ra hết mà. Và mình nghĩ là trong bóng đá, đặc biệt là ở cấp đội tuyển quốc gia, thì nên có một cái cơ chế đặc biệt. Chúng ta cũng có những cái cơ chế ưu tiên, bởi vì đây là làm nhiệm vụ quốc gia mà các bạn. Đó, và bây giờ thì Minh Hải xin phép là sẽ cùng với các bạn nhìn lại trận đấu đầu tiên của huấn luyện viên Kieran Sack trong màu áo của Công an Hà Nội. Mình tin là các bạn sẽ có thêm rất là nhiều những cái cảm xúc khi mà nhìn thấy anh Kieran Sack. Đây là anh Kieran Sack khi mà anh bước chân ra sân hàng đấy. Đây không phải là lần đầu tiên anh bước ra sân hàng đấy, nhưng đây là lần đầu tiên anh bước ra với tư cách là huấn luyện viên trưởng của Công an Hà Nội trong một trận đấu ở V-League. Vừa rồi là mình với anh Kieran Sack vừa chào nhau đấy các bạn. Đây là hình ảnh anh Sack. Anh Sack vẫn là như thế, rất điềm đạm, rất điềm tĩnh. Ngay cả khi mà Công an Hà Nội ghi bàn thì anh cũng không có nhiều phản ứng, cũng không có nhiều cảm xúc lắm. Anh cũng ăn mừng cùng với cầu thủ để đẩy tinh thần của anh em lên cao, nhưng mà anh rất là tập trung. Ngoài ra thì huấn luyện viên Kieran Sack còn đang cố gắng xây dựng một thứ bóng đá mình cho là nó rất thời thượng. Đó là một lối chơi tấn công, một lối chơi cống hiến và một lối chơi hiệu quả. Tức là luôn luôn cần phải tấn công, cống hiến và đẹp mắt. Các bạn nhìn thấy khi mà Công an Hà Nội mở tỷ số, rất nhiều những cầu thủ cảm thấy vui, nhưng anh Sack thì luôn luôn giữ một cái sự bình thản. Anh Sack là một người rất là điềm đạm. Mình thì mình đánh giá là anh Sack là một nhà cầm quân có triết lý trong huấn luyện, có triết lý bóng đá. Nhưng mà Hoàng Gia Lai thời gian vừa rồi thì không có đủ binh hùng tướng mạnh, cho nên là tài năng của anh ấy cũng đã bị hạn chế đi nhiều. Anh Sack có một cái thói quen là luôn luôn chia sẻ với các cầu thủ. Khi mà ở trên sân có một cái lỗi gì đấy thì ngay lập tức là anh Kieran Sack sẽ trình bày lại cái quan điểm của mình cho các cầu thủ đang đứng ở vị trí dự bị. Đó, các bạn nhìn thấy không? Những bàn thắng đến nhưng mà anh Sack ăn mừng rất là bình thường, cho dù anh có rất vui đi chăng nữa. Đó, và có rất là nhiều những sự đổi thay. Nguyễn Quang Hải ngày hôm qua chia sẻ là có rất nhiều sự thay đổi ở câu lạc bộ Công an Hà Nội. Anh Kieran Sack đã có sự thấu hiểu đến từng cầu thủ một và đang cố gắng làm việc cùng với các trợ lý, làm việc cùng với chính cầu thủ đó để giúp cho mỗi cầu thủ có được cái phong độ tốt nhất. Quang Hải nói rất là tốt về anh Kieran Sack, điều mà chúng ta không nghe thấy với bất cứ một cầu thủ nào, bất cứ một thành viên nào của Công an Hà Nội nói về huấn luyện viên Công Ngô Kun, người tiền nhiệm của anh Kieran Sack. Các bạn thấy không? Anh Sack rất là nhiệt. Khi cần anh có thể làm động tác ngay, thị phạm ngay cho các học trò. Đấy, các bạn nhìn thấy Văn Luân cười rất là tươi khi mà anh Sack có những cái sự chỉ đạo. Công an Hà Nội đã tính toán rất là kỹ khi mà bổ nhiệm anh Kieran Sack, và trong cái quá trình mà đội tuyển thi đấu, tức là các câu lạc bộ nghỉ cho đội tuyển thi đấu ở Asian Cup, thì anh Sack đã kịp để lại dấu ấn. Điều quan trọng nhất, anh Sack luôn luôn định vị mình là một người anh, một người thầy, một người chia sẻ những điều tích cực, một người mà được tạo ra, được thuê về để giúp cho từng cầu thủ một đều thi đấu tiến bộ. Các bạn nhìn thấy là các cầu thủ rất rất tươi. Anh Sack là một người rất là gần gũi. Mình đã từng nói với các bạn rồi, nếu mà có huấn luyện viên nào hay cười nhất ở Việt Nam bây giờ thì chính là anh Kieran Sack. Anh Chu Đình Nghiêm cũng rất là thâm trầm, cũng rất là lạnh lùng. Đấy, anh ấy cũng không thể hiện nhiều cảm xúc đâu. Nhưng mà cái cách của anh Chu Đình Nghiêm đôi khi nó cũng làm cho các học trò cảm thấy hơi khó nắm bắt. Các bạn nhìn thấy ở trên băng ghế huấn luyện rất nhiều những cầu thủ hay.
có Xuân Nam, rồi có Bùi Tiến Dũng, có Huỳnh Tấn Sinh, có Huỳnh Tấn Tài, rất nhiều những cầu thủ hay. Mình nói đùa là với những cầu thủ dự bị Công an Hà Nội này mà thêm ba Tây nữa vào thì khả năng cao là sẽ lại chúng ta lại có một cái đội bóng khả năng là cũng có thể đánh bại được nhóm cuối bảng đấy. Anh Sắc rất là hay, là khi mà chỉ đạo anh có thể chỉ đạo được bằng tiếng Việt. Đó. Luôn luôn tính toán. Hôm qua lúc mà thay người, bình thường ra thì các huấn luyện viên trưởng sẽ nói với các trợ lý để gọi cầu thủ nào đấy vào sân. Nhưng ngày hôm qua thì anh Sắc đã gọi tên cầu thủ bằng tiếng Việt luôn. Hôm qua thì Văn Thanh hơi bị căng cơ một tí và bạn ấy đã xin ra nghỉ sớm để làm cho cái vết đau nó không thêm trầm trọng. Anh Sắc để lại dấu ấn và trong số 4 huấn luyện viên mới gồm có huấn luyện viên của Thể Công Việt Theo, huấn luyện viên của câu lạc bộ Hà Nội FC. Đấy thì các bạn thấy là có rất là nhiều những đội bóng đã thay tướng nhưng mà chỉ có một mình anh Sắc là có được thành công thôi. Anh Vũ Tiến Thành cũng thua, Hà Nội FC cũng thua, trong khi đó thì Thể Công Việt Theo bị cầm hòa. Sau khi trận đấu kết thúc thì anh Sắc vẫn luôn luôn đầu tiên là chia sẻ niềm vui với các học trò. Về dấu ấn thì trước tiên thì tôi chúc mừng Kia Thị Sắc đã có cái trận đấu đầu tiên ra mắt trong giải V-League này với đội Công an Hà Nội. Nói chung cũng nói riêng cũng như là chúc mừng đội Công an Hà Nội đã có trận thắng ngày hôm nay. Về cái dấu ấn của Kia Thị Sắc thì tôi nghĩ thì anh ta đã làm được điều là về mặt tấn công là toàn diện và trên diện rộng hơn so với thời kỳ tiền nhiệm những người trước, và cái sức tấn công của anh ta là phủ cả hai biên và trung lộ rất là cao trong cái trận đấu ngày hôm nay, đặc biệt đó là cái khai thác từ biên phải. Thì tôi rất vui được gặp lại tất cả mọi người ở đây, và hôm nay thì tôi được trên sân này tôi được gặp lại mọi người ở fan là fan mới là Công an Hà Nội, và sẽ cố gắng tích lũy điểm từng trận cho đội, và tôi muốn các bạn cầu thủ được đá vui vẻ hơn và đá với một cái style mà tôi đã truyền đạt cho các bạn. Rất là nhiều bạn là chơi chưa đủ được 90 phút bởi vì là do mình mới tập trung lại sau Tết. Hiệp 1 là đầu chơi rất là ok và hiệp 2 thì hiện vẫn là chưa đảm bảo. Và tôi muốn tất cả các cầu thủ được tuyển tập quốc gia bao gồm 7 bạn được chơi đầy đủ 90 phút bởi vì khi tham dự ASEAN Cup thì các bạn đã không được ra sân nhiều. Với 3 điểm thì tôi rất là hài lòng và trận đấu này là giống như giúp các bạn được hồi phục thể lực, đặc biệt là như các đội tuyển quốc gia như Quang Hải ạ. Và trận tiếp theo là làm khách ở Sông Lam Nghệ An thì tôi rất muốn kiếm thêm điểm để có thể bám đuổi các đội phía trên như Nam Định, Bình Dương ạ. Thì hiện nay tôi có 3 bạn để trao cái băng đội trưởng đó là Hồ Tấn Tài, Quang Hải và Việt Anh, thì hôm nay tôi đã trao cơ hội cho Quang Hải, còn lại là tôi muốn tập thêm cho bạn Việt Anh bởi vì Việt Anh là đá rất là đang là phong độ và đá cho đội tuyển quốc gia và sẽ tập cho bạn có tư duy lãnh đạo và đội tuyển nhiều hơn. Đó, và chúng ta thấy có thêm một cái điểm nhấn nữa đó là Quang Hải. Mình thì rất là muốn chia sẻ với các bạn về Quang Hải bởi vì là một trong những cái nhiệm vụ của anh Sắc đấy là đánh thức lại cái phong độ đỉnh cao của một loạt các cầu thủ, trong đấy có Quang Hải. Và Quang Hải về Công an Hà Nội thì thời gian gần đây bạn ấy cũng đã lấy lại được phong độ của mình phần nào đó, đang được đeo băng đội trưởng. Mình có thể cảm nhận được cái sự cố gắng của Quang Hải các bạn ạ. Quang Hải cũng có nhiều cơ hội trong trận đấu với Thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà rất là tiếc là đã không có bàn thắng. Như thường lệ thì Nguyễn Philip ngày hôm qua vẫn bắt cực kỳ tốt luôn. Phải nói là ngày hôm qua bạn ấy ra vào hợp lý và chơi rất là nhàn. Cũng có thể là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh hơi yếu nhưng mà mình phải chia sẻ với các bạn là Nguyễn Philip bây giờ thì làm chủ khung thành. Bạn ấy ra vào rất hợp lý, bạn ấy lên xuống rồi chơi bóng bằng chân rồi những quả phát bóng. Nói chung là chúng ta đang sở hữu một thủ môn rất là hay. Với mình thì câu lạc bộ Công an Hà Nội đang có được một sự khởi đầu rất là tốt dưới thời của anh Kia Đi Sắc. Và mình tin rằng đội bóng này cũng sẽ là một trong những đội bóng có khả năng thách thức được cái vị trí đầu bảng của câu lạc bộ Nam Định. Bởi vì các bạn biết là vòng vừa rồi thì một loạt những tên tuổi lớn đều đang gặp những cái khó khăn.
Ví dụ như là câu lạc bộ BKMX Bình Dương chẳng hạn, đội bóng mà có khả năng đuổi gần nhất đối với đội Nam Định. Nhưng mà rất là tiếc là vòng vừa rồi thì họ lại bị Quảng Nam cầm hòa. Cầm hòa với tỷ số 1 đều mà anh Gian Clasio thì ghi cả hai bàn luôn. Thế là Bình Dương đã bị đẩy xuống vị trí thứ 3. Thanh Hóa sau chiến thắng trước Hà Nội FC đã lên vị trí thứ 2. Tức là Thanh Hóa hiện nay thì đang thua câu lạc bộ Nam Định 4 điểm. Bình Dương thua 5 điểm. Bình Định thua 6 điểm. Và Công an Hà Nội thua 7 điểm. Thì mình nghĩ là Công an Hà Nội hiện nay họ cũng đang có rất nhiều những lợi thế. Quan trọng nhất là họ là đội bóng có lực. Và nếu mà anh Sắc vẫn duy trì được cái nhịp như thế này thì mình tin là Công an Hà Nội sẽ có khả năng. Nhưng thật sự mà nói nhá, ngày hôm qua mình xem là mình vẫn chưa thấy Công an Hà Nội đá nhuyễn đâu. Mặc dù họ có bàn thắng, họ tạo ra nhiều tình huống đấy. Nhưng mà những cái tình huống phối hợp với nhau, những cái nhịp dài hoặc là kiểm soát bóng chạy chỗ thì mình thực sự là mình chưa nhìn thấy. Anh Sắc, cái lối chơi của anh Sắc là đập nhả, rồi đá 1-2 truyền bóng vào khoảng trống. Nói chung là cái lối chơi của anh ấy là cùng công và cùng thủ. Nhưng mà ngày hôm qua thì cái sự nhịp nhàng đấy thì mình chưa thấy. Có thể là anh ấy cũng cần thêm thời gian. Và ngày hôm qua thì anh Sắc có nói thêm một cái câu là có nhiều cầu thủ là không thể thi đấu được 90 phút sau cái kỳ nghỉ Tết. Thì đó cũng là một cái chúng ta cũng nên chia sẻ, đúng không ạ? Còn rất là tiếc cho các cổ động viên của Hoàng Gia Lai ngày hôm qua là Hoàng Gia Lai lại thua và họ lại tiếp tục đứng ở vị trí bét bảng. Bây giờ thì cái khoảng cách giữa các giữa Hoàng Gia Lai đội bóng bét bảng với những đội phía trên là bắt đầu được nới rộng rồi. Khánh Hòa thì cũng đã hơn Hoàng Gia Lai 2 điểm. Viettel thì thôi không tính, Viettel thì hơn Hoàng Gia Lai đến tận 5 điểm cơ. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng hơn Hoàng Gia Lai 4 điểm. Đó, và Hà Nội hơn 5 điểm. Mình nghĩ là đến thời điểm này mà nói thì có lẽ là chúng ta nên đặt một dấu chấm hỏi cho Khánh Hòa. Bởi vì Hoàng Gia Lai thì nếu mà các bạn yêu mến Hoàng Gia Lai thì các bạn cũng không có gì phải lo ngại cả. Bởi vì là chỉ thêm một vòng đấu nữa thôi, đúng không ạ? À, thêm 2 vòng đấu nữa. Tức là đến vòng 11, 12 gì đó thì các cầu thủ mới sẽ được thi đấu. Và mình cũng tin là câu lạc bộ Hoàng Gia Lai sẽ có thêm nhiều viện binh hay hơn nữa. Và nếu mà có thêm nhiều viện binh hay thì điều đấy có nghĩa rằng là cái lối chơi, cái hiệu quả ở trên sân nó sẽ thay đổi. Trong khi câu lạc bộ Sana Khánh Hòa thì phải khẳng định với các bạn là bây giờ đội bóng này đang gặp quá nhiều khó khăn. Các cầu thủ thì chất lượng không cao, toàn là những cầu thủ không kiếm được việc ở đâu. Thì đôi khi lại về với Khánh Hòa, họ cũng lại không có tiền. Mình biết là nói thế này ra thì cổ động viên Khánh Hòa buồn, các cầu thủ Khánh Hòa buồn, ban huấn luyện buồn. Nhưng nó là sự thật. Các đội bóng bây giờ họ đầu tư rất là nhiều. Điều khá là tiếc cho cái nhóm top 5, top 6. Đấy là hai đội bóng khá là mạnh. Đó là câu lạc bộ Hà Nội và câu lạc bộ Viettel. Thì một đội đang đứng thứ 10, một đội đang đứng thứ 12 trên 14 đội. Thế là cái nhóm đầu năm nay là mình nghĩ là có lẽ là đội bóng như kiểu Bình Định thì khó mà có thể tranh chức vô địch được. Thế là cái cuộc đua mình nghĩ là nó sẽ vẫn là cuộc đua tam mã hoặc tứ mã. Cuộc đua trong Big Four gồm có Nam Định, Thanh Hóa, Bình Dương và Công an Hà Nội. Mình nghĩ là chức vô địch khó mà có thể thoát ra khỏi tay của những đội bóng này. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nói là Hải nói sai rồi, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hơn cả Viettel mà. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Viettel đều được 9 điểm. Chắc là em nói nhầm đấy. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Viettel đều được 9 điểm. Đấy, tuy nhiên thì 9 điểm thì các đội bóng của người ta tính xếp trên xếp dưới thì nó cũng chả có cái, cũng không có nhiều ý nghĩa. Cho đến những vòng đấu cuối cùng thì nó mới có ý nghĩa. Tức là hiện nay là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bằng điểm Viettel cùng được 9 điểm và cùng hơn Hoàng Anh Gia Lai là 4 điểm. Bởi vì Hoàng Gia Lai hiện nay đang có 5 điểm. Khánh Hòa thì mình đang dự đoán là Khánh Hòa sẽ là một đội bóng nguy hiểm ở mùa giải năm nay. Có khả năng là họ sẽ khó có thể giữ được cái vị trí V-League của mình. Hai đội bóng xứ Nghệ là Sông Lam Nghệ An và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngày hôm qua cũng đã có được chiến thắng. Một đội là có giành chiến thắng với tỷ số 1-0, đó là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Bàn thắng duy nhất lại do công của một cựu cầu thủ Sông Lam Nghệ An, đó là Đình Tiến. Và Sông Lam Nghệ An thì giành chiến thắng trước Bình Định với tỷ số 2-0. Và Phan Bá Quyền cũng như là Phan Xuân Đại là người ghi bàn. Tới đây thì Sông Lam Nghệ An sẽ có thể đôn thêm 3-4 cầu thủ trẻ lên nữa. Trong đấy có thể là có cả Lê Đình Long Vũ. Mình nghĩ là nhiều cái hay. Lê Đình Long Vũ và có một số anh em cầu thủ trẻ nữa.
Có lẽ là cũng đã đến lúc mà Sông Lam Nghệ An cần phải đôn những lứa cầu thủ trẻ hơn nữa. Các bạn có câu hỏi gì về giải vô địch quốc gia diễn ra vào ngày hôm qua không? Nếu các bạn có câu hỏi gì thì các bạn đặt ra ở phần comment. Và nếu mà chương trình các bạn thấy hay thì các bạn nhớ like cho mình nhá. Ai chưa đăng ký các bạn nhớ đăng ký cho mình nhá. Chúng ta đã có 1.111.111 người đăng ký vào ngày hôm qua. Hôm nay thì nó đã lên 200 mấy rồi. Nhưng mà số lượng người đăng ký mới bây giờ nó đang hơi bị chững. Mình mong là các bạn sẽ đăng ký cho mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tiếp tục, bây giờ chúng ta sẽ đến với mình sẽ chia sẻ với các bạn các sản phẩm nữa nhờ. Đó là Cao Ba Long, sản phẩm hỗ trợ điều trị yếu sinh lý ở nam giới. Các bạn nam bị yếu sinh lý qua thời kỳ đỉnh cao hoặc là bị giảm chức năng đàn ông vì bất cứ lý do gì, do tuổi tác, do áp lực, do cơ địa hoặc là do chúng ta đôi khi là do cả chế độ dinh dưỡng nữa, thì Cao Ba Long nó sẽ giúp cho chúng ta là cải thiện cái sinh lý, nó giúp cho chúng ta kéo dài tuổi thanh xuân. Bây giờ chúng ta sử dụng Cao Ba Long thì về già giảm được nguy cơ bị đau lưng, đau xương, đau cơ, đau khớp, giảm nguy cơ bị thoái hóa xương, loãng xương, thiếu canxi và giảm nguy cơ bị gãy chân, gãy tay, gãy xương. Các cháu nhỏ mà bị còi xương, suy dinh dưỡng chậm lớn thì các bạn sử dụng cái Cao Ba Long này nó sẽ rất là tốt cho chúng ta để nó giảm đau. Đầu tiên là nó giảm đau, đau lưng, đau xương, đau cơ, đau khớp giảm này, giảm nguy cơ bị thoái hóa xương, loãng xương, thiếu canxi và chắc chắn là giảm nguy cơ bị gãy chân, gãy tay, gãy xương rồi. Một điều nữa, mình cũng vừa nói với các bạn là các chị em phụ nữ tưởng đây là đồ chỉ dành cho nam. Nhưng mà các chị em phụ nữ muốn điều hòa lại nội tiết tố cho chuẩn xác về đều đặn như một chiếc đồng hồ. Như thời còn con gái thì Cao Ba Long nó luôn luôn là sự lựa chọn hàng đầu. Bên cạnh đó là các chị em phụ nữ mới sinh con thì nên sử dụng cái Cao Ba Long này, bởi vì là trong quá trình thai kỳ bao nhiêu dưỡng chất cơ bản chúng ta truyền sang cho con. Rồi 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, cơ thể chúng ta nó rất là mệt mỏi và rệu rã. Lúc này thì Cao Ba Long sẽ hỗ trợ cho các chị em luôn luôn khỏe khoắn, chắc chắn và vững vàng. Và nó cũng là có cái chức năng là điều hòa lại nội tiết tố cho các chị em đều đặn như một chiếc đồng hồ như thời còn con gái. Như vậy là chúng ta lại một thiên thần và cơ thể lại được reset về chế độ thời con gái. Điện thoại em để ở trên logo 024-7777-8877 và website là dongashop.vn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đông trùng hạ thảo thì nó giúp các bạn kéo dài tuổi thọ vì nó bổ sung thêm dưỡng chất này bổ nhưng không béo, cực kỳ tốt luôn. Thứ hai là nó tăng cường số lượng tế bào tốt và nó bồi đắp đến tất cả các bộ phận trên cơ thể. Các bạn biết là nhất cử nhất động của chúng ta thì cái cơ bắp của chúng ta nó bị bào mòn. Và cơ thể của chúng ta nếu không có một cơ chế bù đắp thì khi bị bào mòn rồi cơ bắp nó sẽ bị tong teo, dẫn đến việc da rẻ bị nhăn nheo, cơ thể nó sẽ yếu. Vừa yếu mà vừa xấu nữa cơ. Đấy, và cái đông trùng hạ thảo này nó sẽ bồi đắp đến tất cả các bộ phận trên cơ thể, giúp cơ bắp luôn luôn săn chắc, cơ thể luôn luôn tráng kiện. Nó còn kích hoạt cơ chế tự hàn gắn nội thương. Thế nào gọi là tự hàn gắn nội thương? Hàn gắn nội thương được hiểu theo nghĩa là khi mà cơ thể của chúng ta nó có những sự đứt gãy về mặt tế bào thì đông trùng hạ thảo giúp chúng ta nối liền. Nếu như có khối u, nó sẽ để lại một cái khoảng trống rất lớn. Lúc này đông trùng hạ thảo sẽ sinh ra tế bào và lấp đầy cái khoảng trống đấy đi. Hay là ví dụ như là các bạn bị sứt sẹo hoặc nhất là những người đã trải qua phẫu thuật thì mình có thể nói với các bạn là nó sẽ giúp cho các bạn lấp đầy cái khoảng trống, bịt kín nó lại, cho nên là cực kỳ tuyệt vời. Đó là lý do vì sao mà các chuyên gia, các bác sĩ luôn luôn khuyên chúng ta nên dùng. Ngoài ra nó còn có một cái tác dụng nữa là tăng cường hệ miễn dịch. Cơ thể được bảo vệ bởi vòng tròn miễn dịch. Vòng tròn miễn dịch đấy như một hàng phòng ngự. Nếu như bệnh tật tấn công vào, hàng phòng ngự ấy đủ mạnh, nó sẽ đẩy lui bệnh tật. Nhưng nếu như cái hệ miễn dịch, hay là nói chính xác là cái hàng phòng ngự của cơ thể mà nó yếu, nó ọp ẹp, thậm chí nó bị thủng lỗ chỗ rồi, thì bệnh tật nó cứ nối đuôi nhau đi vào, như đi vào chỗ không người, như đi vào khung thành đang bỏ trống. Thế là cơ thể của chúng ta nó sinh ra thêm cái kháng thể. Đấy, nó sẽ hỗ trợ kháng thể. Ví dụ như là cơ thể sinh ra là 1 triệu kháng thể. Đông trùng hạ thảo sẽ chi viện chúng ta 1 triệu nữa là 2. Như vậy là hệ thống phòng ngự tăng lên gấp đôi. Thì nó không khác gì cái việc là khung thành đang được bảo vệ bởi 11 người, bây giờ được bảo vệ bởi 22 người. Đó là những cái điều cực tốt mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Một sản phẩm giúp các bạn sống lâu, một sản phẩm giúp các bạn sống hạnh phúc. 2 trong 1 ở trong số điện thoại 024-7777-8877 và website là dongashop.vn. Các bạn nhớ chăm sóc cho bản thân, chăm sóc cho gia đình, chăm sóc cho những người thân yêu. Và nếu các bạn làm quà tặng, quà biếu thì nó quá tuyệt vời.
Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ok, mọi người có câu hỏi gì mọi người chia sẻ. Phiến Văn Lê có nói là Minh Hải bán hàng là chủ yếu. Một chương trình của mình nó kéo dài từ 40, 45, 50 phút mà mình chỉ có quảng cáo, mình có chia sẻ với các bạn hai slot, mỗi slot nó rơi vào khoảng tầm 2 đến 3 phút. Mình cũng phải kiếm tiền để duy trì ekip, mình cũng phải kiếm tiền để làm mới trang thiết bị, mình cũng phải kiếm tiền để chi trả cho những chuyến đi công tác, và mình cũng phải kiếm tiền để duy trì sự sống và nuôi gia đình. Cho nên là cái việc mà mình chia sẻ sản phẩm thế này, nó không phải là mình ích kỷ, mình chỉ nghĩ đến lợi ích của mình, mà đây là những cái sản phẩm rất là tốt. Nó tốt cho sức khỏe, ích nước, lợi nhà. Chúng ta đều mang đến những điều tốt đẹp cho nhau. Các bạn có thấy không, là các bạn được tặng quà quanh năm, giảm giá suốt tháng. Các bạn, mình không hiểu là các bạn vì sao các bạn lại rất là phản đối những cái người bán hàng. Người ta tạo ra những cái giá trị tích cực cho xã hội, và người ta cũng mong muốn là kiếm những đồng tiền rất là lương thiện. Nói chung là mình kiếm tiền theo kiểu như thế này thì các bạn nên ủng hộ. Bởi vì nếu như mà mình đi làm tay sai truyền thông cho những người khác để mình kiếm những đồng tiền cho họ, thì đôi khi là mình lại làm cho chính các bạn trở thành những người bị hại. Chứ là bạn Phiến Lê Văn, mình không biết là bạn có lớn tuổi hay không, nhưng mà nhìn ảnh avatar này thì mình cũng thấy là khá là lớn tuổi. Nên suy nghĩ thoáng chút thì tốt. Bạn Dê Hoàng nói là em đặt thông báo rồi mà không thấy thông báo. Chắc là do thuật toán của YouTube đấy. Mình cũng không biết là bây giờ có khá là nhiều người bảo anh ơi em không, em mỗi lần em xem chương trình của anh em toàn phải đi tìm kiếm, chứ còn không có được thông báo. Thì mình cũng không hiểu là vì sao luôn ấy. Vũ Văn Viện của nó là không ai phản đối đâu anh. Sắp tới đây, chính xác là vào ngày 12 âm, tức là ngày 21 tháng 2 dương, thì mình sẽ livestream bán hàng ở trên Top Top. Và mình khẳng định luôn với các bạn là mình có thể mang đến cho các bạn những cái sản phẩm với một cái giá mà các bạn cực kỳ bất ngờ. Trên cả cái đất nước Việt Nam này các bạn không thể có một cái giá tốt như vậy. Và tới đây, cái phiên đầu tiên của mình sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 2. Và mình sẽ chia sẻ với các bạn về những bộ quần áo của đội tuyển. Giá của nó các bạn được giảm 3-40%. Và mình đã làm việc được với nhà cung cấp. Chỉ có Vlog Minh Hải livestream mới có giá đấy thôi. Các bạn nhớ follow kênh Vlog Minh Hải. Để ngày 21 tháng 2 này thì mình sẽ livestream phiên đầu tiên ở trên Top Top. Và cũng sẽ mang đến cho các bạn những cái sản phẩm tốt nhất. Và đương nhiên là nó sẽ có cái giá thấp nhất rồi. Ok. Bạn CU lại vẫn đang rất kiên trì. Bạn CU đang vẫn rất kiên trì đi lập những cái kênh để tấn công mình. Nhưng mà mình rất là vui. Bởi vì là thật sự là mình cảm thấy là mình đã làm rất nhiều những điều nó đúng với lương tâm của mình. Còn bạn nói là thôi đừng có dạy đời đi. Mình nói là mình đã thất bại trong trường hợp của bạn. Mình không phải là dạy các bạn, nhưng mà mình gọi đây là chia sẻ với các bạn. Nhưng mà có lẽ là khả năng lĩnh hội của bạn CU là hơi kém. Nên là thôi, chúng ta không nói câu chuyện ở đây. Đây là lần cuối cùng mình nói về CU. Và từ lần sau mình nhìn thấy những cái nick của bạn thì mình sẽ lặng lẽ block. Bây giờ, từ bây giờ trở đi, bạn chính thức biến mất khỏi cái không gian này. Cho dù bạn lập bao nhiêu nick đi chăng nữa thì mình cứ gặp là mình block. Cái đấy là chắc chắn luôn. Bạn Thịnh Ngô Văn của nó là em dùng đông trùng hạ thảo của anh mấy năm rồi, rất tốt cho sức khỏe, không bị đau ốm gì luôn. Bạn không bị đau ốm gì thì nó có hai nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên, nó có hai lý do. Lý do đầu tiên là do bạn cũng biết giữ gìn và thể lực của bạn thực sự tốt. Cái thứ hai nữa là các bạn biết ăn uống và sử dụng những cái sản phẩm nó tốt. Chứ còn thực ra là có nhiều người sử dụng thì vẫn bị ốm. Nhưng nếu không sử dụng thì chắc chắn là bị ốm nhiều hơn. K6 Dược, ok anh yêu, cảm ơn bạn K6 Dược rất là nhiều. Mình thì luôn luôn tôn trọng số đông, chứ không phải là vì một ai đó hay xem chương trình, hay comment chương trình, rồi được mình gọi là có một chút gì đấy là ưu ái, không có chuyện đó đâu. Nếu như các bạn mà không, nếu mà các bạn không có cái sự tôn trọng đối với cộng đồng, đối với cái không gian này thì các bạn có thân quen bằng rời thì mình cũng chắc chắn là mình loại ngay.
Bạn Khánh Trần, anh Hải có nghĩ có một ai đó bỏ tiền ra cho mấy kênh chửi ông Chu Xê suốt ngày không để gây áp lực với huấn luyện viên? Theo như thông tin mình biết là có. Họ đưa ra những cái, thậm chí là những cái kênh đấy cũng đã từng lấy lại những cái, họ lấy ảnh của mình, sau đó là họ nhét chữ vào mồm mình để tấn công ông Chu Xê, nhưng mà đấy không phải là lời mình nói. Mình chỉ chịu trách nhiệm cho những cái lời mình nói ở trên các kênh của mình thôi. Mình biết là người ta đưa ra những cái nội dung rất là không đúng như thế, xong người ta còn chạy quảng cáo cơ các bạn ạ. Bạn Hồng Thanh Nguyễn Văn cũng là nói về quả bóng vàng chiều nay đi. Quả bóng vàng thì chắc là các bạn cũng dễ hiểu mà. Năm nay thì Hoàng Đức lợi thế lắm. Hoàng Đức và Kim Thanh thì mình nghĩ là năm nay là chắc là quả bóng vàng rồi. Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thì cầu thủ ngoại xuất sắc nhất thì chắc chắn là Rafael Sơn rồi. Sáng nay thì Rafael Sơn đã bay vào thành phố Hồ Chí Minh rồi. Và sáng ngày hôm nay thì bạn ấy đã được người đại diện đưa đi ăn sáng. 19 giờ hôm nay thì sẽ tổ chức gala. Thì đến 20 giờ mình livestream phục vụ các bạn là vừa. Các bạn cứ yên tâm là còn nhiều thời gian mà. Bạn Phúc Đinh nói là bán cho một hộp Cam Long. Anh kéo về cái anh kéo video về đoạn đầu. Anh nhìn thấy cái số điện thoại 024-7777-8877. Thì anh alo hộ em. Bạn Khánh Trần nói là Tuấn Hải của ông Vàng anh ơi. Thật sự thì mình cũng chưa có thông tin cụ thể đâu. Mình chỉ phán đoán thôi. Mình đoán là Hoàng Đức và Kim Thanh là giành chức vô địch, giành của ông Vàng nam và nữ. Còn Rafael Sơn là cầu thủ ngoại xuất sắc nhất. Bạn Ký Thiên Phan còn nói là tiết chế thôi Minh Hải, quan tâm đến những trường hợp tiêu cực làm gì, em đồng ý. Thật sự là nhiều khi em cúi mặt xuống em đọc được cái comment đấy thì thôi em đọc nốt. Chứ em cũng chả chấp họ làm gì. Thịnh Ngô Văn còn nói là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất chắc chắn là Nguyễn Thái Sơn rồi anh nhỉ. Mình nghĩ là cũng nhiều người cũng bầu cho Thái Sơn đấy. Không biết là các bạn đánh giá như thế nào nhưng mà với mình thì năm nay là cái năm của rất nhiều những cầu thủ trẻ. Nhiều cầu thủ trẻ hay chứ các bạn. Cầu thủ trẻ của Việt Nam bây giờ đây. Mình cũng xin được nói qua về cái danh sách bầu chọn quả bóng vàng của Vlog Minh Hải. Năm nay thì quả bóng vàng nam mình bầu cho Phạm Tuấn Hải. Cầu thủ quả bóng bạc là Tuấn Anh, Hoàng Đức là quả bóng đồng. Quả bóng vàng Futsal thì mình bầu cho Đức Hòa. Đấy. Quả bóng vàng nữ mình bầu cho Bích Thùy. Đấy, và cầu thủ nam trẻ xuất sắc nhất mình bầu cho Thái Sơn. Còn cầu thủ ngoại xuất sắc nhất thì là mình bầu cho Rafael Sơn. Đó, rất là hay. Mình theo thông tin mình mới biết được là ngày hôm nay thì Rafael Sơn đã bay sáng nay bay vào thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó là được người đại diện đưa đi ăn sáng và hiện nay thì bạn ấy đang, vào thời điểm này thì bạn ấy đang đi may đo, đang đi mua bộ vest để tối đi nhận giải. Bạn Khánh Trần vừa nói là nãy anh nói ra là Hoàng Đức, vậy có thông tin Hoàng Đức của Hoàng Vàng rồi à? À thôi các bạn cứ coi như đấy là cái dự đoán của Minh Hải đi. Thì nó đỡ, bởi vì là nhiều khi chúng ta chia sẻ có thể nó không đúng. Đôi khi lại cầm đèn chạy trước ô tô. Ban tổ chức người ta lại bảo là chúng tôi có một cái giải danh giá nhất thì ông lại công bố rồi. Nói chung là mọi người cứ yên tâm, Minh Hải sẽ luôn luôn rất là chân thành với mọi người. Không chỉ là có những thông tin mới nhất, không chỉ là có những cái câu chuyện cảm động nhất, mà mình còn chia sẻ với các bạn những cái sản phẩm với cái chất lượng cao nhất nhưng giá thì luôn luôn là thấp nhất. Các bạn cứ yên tâm nhé, ngày 21 tháng 2 tối trên nền tảng của Top Top thì mình sẽ chia sẻ với các bạn những bộ quần áo của đội tuyển quốc gia với một cái giá các bạn giảm được giảm từ 30 đến 40%. Và chắc chắn là trên toàn cõi Việt Nam này các bạn còn lâu các bạn mới tìm được bất cứ ở một nơi nào mà có được cái giá tốt như vậy. Hay là những chiếc áo của Vicento cũng vậy, hay ổ cắm điện Manhouse V8 cũng thế. Đây là lần thứ 2 chúng mình giảm giá rồi.
Đấy, cái combo 2 chiếc bây giờ các bạn được giảm gần 300.000. Combo 2 chiếc trước đây là 968.000. Bây giờ chỉ còn có 698.000 thôi. Nhưng mà nó vẫn là con Merhau V8 huyền thoại với lõi kép 3 ly. Đấy, chịu tải được 4.000W và nó chịu nhiệt lên 750 độ. Có 12 thiết bị được kết nối, bao gồm 8 ổ cắm và 4 cổng sạc, 2 cổng USB và 2 cổng Type-C. Các bạn có thể sạc điện thoại, sạc máy tính bảng hoặc là sạc cả máy tính. Mình sạc MacBook ở đây được luôn. Ngoài ra thì còn có thêm rất nhiều yếu tố nữa. Một đổi một trong vòng 6 tháng. Ưu đãi thêm các bạn là bảo hành 1 năm. Nhưng mà điều đặc biệt ở đây nó nằm ở chỗ là cái anh chàng Automat này. Mình hay gọi là đây là trung vệ áo đỏ có tên là Automat. Ở đâu có điểm nóng, đến nó giải tỏa ngay. Ở đâu mà có vấn đề, đến giải quyết luôn. Các bạn thấy là nó giống như kiểu là khi mà cái ổ điện này bắt đầu nóng lên là nó sẽ cắt điện. Nó làm cho ổ cắm này nó lại giảm nhiệt đi, nó không có cái sự cố cháy nổ. Hay là nếu nó đánh hơi được nguy hiểm phát là đến nó giải vây ngay. Mình biết được rằng là các bạn chỉ yên tâm khi các thiết bị các bạn sử dụng là an toàn. Thì cái Merhau V8 này nó giúp cho các bạn giá thì cực kỳ thấp. Giá rất thấp rồi. Chỉ có ở trên chương trình livestream của Vlog Minh Hải thôi. Và nó thì rất là an toàn. Số điện thoại mình để trên logo nha các bạn nhá. 0889333300. Website là manhow.vn. Đây số điện thoại đây. 0889333300. Cũng là số điện thoại để các bạn mua những chiếc áo của Vicento. Ví dụ như chiếc áo da cực kỳ lịch lãm, rất là sang trọng. Đấy, làm bằng da nhập khẩu 100%. Nếu như nó không phải là hàng chính hãng, mình đền các bạn 50 triệu. Đây cũng là lần thứ hai chiếc áo có một cái tên cực kỳ hay. Đó là kim cương. Được giảm giá. Và bây giờ các bạn chỉ phải bỏ ra một khoản tiền là 1.098.000 để các bạn có chiếc áo vest này. Hôm qua mọi người nói là Minh Hải mặc áo phông mình thấy không hay. Hôm nay Minh Hải thử mặc áo sơ mi xem thế nào. Đây, hôm nay mình mặc áo sơ mi cho các bạn xem đây. Rất là đẹp luôn. Phối cực kỳ đẹp, rất là xịn. Mặc cực kỳ là nhẹ nhàng, rất đơn giản luôn. Nếu các bạn vào vicento.vn thì các bạn còn có một cái quyền đặc biệt. Đó là các bạn tự lập combo cho mình. Các bạn thích bất cứ một sản phẩm nào, các bạn cho vào giỏ hàng. Các bạn gọi điện đến cho Vicento. À, và quan trọng là gì? Các bạn được giảm giá. Mua càng nhiều, giảm giá càng nhiều. Mua càng nhiều, quà tặng càng nhiều. Và nếu các bạn đến 240 Kim Mã mà đọc phát Vlog Minh Hải, các bạn còn được giảm giá thêm nữa. Số điện thoại thì vẫn là 0889333300. Các bạn alo sớm đi nhá, để được ưu đãi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bạn Hồng Linh Hà Tĩnh có nói về một bạn nói bậy. Ok, để mình xem là bạn... Có cái bạn đang nói bậy nhỉ? Các bạn mà thấy ai nói bậy các bạn báo cho mình nhé. Các bạn đợi mình đến để mình search xem là... Không thấy ai các bạn ạ. Không thấy đâu bạn Hồng Lý Hà Tĩnh ạ. Chạy rồi. À. Các bạn đợi mình tí nhá. Đây rồi. À ok bạn Anh Dương TV. Xin được tạm biệt bạn Anh Dương TV nhá. Công Thanh Nguyễn của nó là Minh Hải phải bán hàng và quảng cáo cho các nhãn hàng để lấy tiền phục vụ cho mọi người. Mọi người còn thắc mắc gì nữa? Mình đã từng nói với các bạn là Minh Hải không bao giờ nhận donate. Các bạn có cho tiền mình cũng không lấy. Thứ hai nữa là cũng có rất là nhiều các khán giả muốn ủng hộ mình về mặt vật chất. Ví dụ như là tặng mình chiếc máy quay hay là tặng mình cái máy ảnh. Mình không bao giờ mình nhận cái đó. Và mình muốn là chia sẻ với các bạn những cái sản phẩm tốt và mình cũng có được cái lợi ích từ đó. Mình lấy cái khoản tiền đó ra để mình tái đầu tư cho công việc để phục vụ các bạn ngày càng tốt hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hòa Trịnh nó đang là xin chào Minh Hải. Mình ở miền Nam. Thông tin của bạn rất chính xác. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Thank you. Bạn Ngọc Mai còn nói là Minh Hải phân tích rất hay, chi tiết. Mong là luôn giữ được tinh thần như vậy. Không ngại va chạm,
tôn trọng sự thật. Chúc Minh Hải lên thêm một số 1 nhanh nhé. Ôi cảm ơn bác Ngọc Mai nhiều. Em thì nói thật là nếu mà nói không biết sợ thì không đúng. Em sợ những người mà họ cống hiến được nhiều hơn. Em sợ những người tử tế. Em sợ những người thật sự là họ luôn luôn có tâm, có tầm và luôn luôn biết hy sinh cho người khác, hy sinh cho cộng đồng. Chứ còn nếu mà chỉ vì ông ấy có tiền hay là ông ấy có quyền mà bảo em sợ thì không có đâu. Bởi vì em cũng chẳng có một cái động cơ gì để mà phải luồn cúi người ta cả. Đấy, cuộc đời nói chung là nhiều cái người ta nói hay lắm. Trong cái cuộc đại tiến hóa để trở thành một con người đứng thẳng lưng của chúng ta là mất cả hàng triệu năm. Thế là chúng ta đừng bao giờ lại khom lưng trước một cái gì nữa. Mà khom lưng trước quyền lực hay là tiền bạc để chúng ta có được một cái lợi ích. Thì nói thật luôn là mình cảm thấy như thế là hèn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bạn Thanh Hồ có nói là áo da có cỡ nhỏ không Minh Hải ơi? Mình người hơi thấp. Bác yên tâm luôn là bao tất cả các loại size luôn. Và các bạn đừng quên nhá, ngày 21 tháng 2 này, chắc đâu đó khoảng tầm sau 9 giờ, sau 9 giờ tối thì mình sẽ livestream phiên đầu tiên trên Top Top. Và mình đảm bảo với các bạn tất cả các sản phẩm mà mình bán đều là hàng chính hãng. Tất cả những sản phẩm mình bán đều có cái giá thấp nhất Việt Nam. Và team của Vlog Minh Hải đã làm việc với các nhà cung cấp để có được cái giá là tuyệt vời. Và các bạn không tìm được cái mức giá đấy ở bất cứ một nơi nào. Hẹn gặp lại các bạn vào thời điểm đó. Và các bạn nhớ săn sale cùng Vlog Minh Hải nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì Minh Hải xin được kính chào, tạm biệt.